Sau đó thì chiến tranh thế giới thứ hai nó bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1966 thì người ta bắt đầu trùng tu xây dựng lại một cái thiết kế ban đầu. Những hình ảnh mọi người đang xem á là những hình ảnh mà có công viên bên ngoài thành nha mọi người. Đấy. Thì thành bị phá hủy hoàn toàn. Thì đây là những tảng đá còn sót lại của thành này. Và cái thành mới mà mọi người thấy á là nó được xây dựng theo cái kiến trúc cũ.